Ác chiến nhờ, đúng là rừng thật. Một con mẹ là con đen, con bố là con màu hung hung nhờ. Bắt đi, bắt cho nó xuống dưới kia cho nó lấy giống cho con kia. À, cho nó vào cái ô này à? Này, nó còn bảo được đeo mẹ lợn mình mua của nó về nó để ra mẹ nó hơn là họa. Phết anh chị ạ. Thấy lạ đấy. Ờ. Ồ, phết đấy. Thấy lạ. Không thế này đâu. Mà hôm là đứng im cho dọ đầu à? Hôm là dễ lắm. Mà con mẹ nó không trừng chỗ này nào. Các bạn thấy không? Một màn trình diễn thật là tuyệt vời. Cho lợn đi giống rất đơn giản. Có thế này là xong này. Làm lại cái sọt con đi mẹ đang đeo vào tiền. Gì? Làm lại cái sọt. Sọt thì làm gì? Sọt thì ai ôm được? Sọt thì kia. Sọt đi cho thế này. Ôi, cái sọt này, chết. Lấy cái sọt này, sọt này, sọt này, sọt này. Anh cả anh cửa lại kìa. Cho lợn đi giống rất đơn giản. Anh mua trăm mấy. Ấy, tôi đi vào chân núi Ba Vì và đang thực hiện cái cảnh quay ở trong dân tộc Mường Ba Vì. Và các bạn thấy là đây là một cái hộ gia đình và anh ta quyết định mang con lợn cà của anh ta đi đến nhà hàng xóm để phối giống. Các bạn hãy theo dõi tiếp tục video tiếp theo nhé. Đây là cái đàn lợn nhà anh ý và đây là đàn bò nhà anh ý. Đó, đây là lợn con. Ơi! Ơ! Và bây giờ là đến giờ gọi là động phòng. Động phòng. Trông như nhiều hoãng cái này à? Ừ, mày thế mà vẫn ra. Nó vọt ra à anh? Ờ. Chiều hôm qua với dồn nó vào nhảy được rồi đấy. Được thế mà. Chứng tỏ con lợn đực này tự nhảy luôn à, không phải hỗ trợ gì à? Tự nhảy mà giống này kia. Ừ. Chịu quá anh nhé, hồi trước là hồi sớm có khả năng để nên là được rồi. Phục bỏ đây chú Tinh ạ, vào tối lúc nào mài rỗi cháu ơi. Ôi trời để đây, anh... nhảy nhiều cho nó sai con. Ờ, nhà anh đến đây ăn chả bái chả lo cái việc ý anh vội cái đấy. Con lợn này kiểu như là nó mỗi lần ôm đi này nó quen được nhảy này, kiểu nó thấy ông cầm cái tải rồi. Quá em mới đi ăn con lợn sang nhà ông nội đấy. Con này con trước này đi nhiều. Con trước đi nhớ, con trước đi cả ba chặng đây rồi các nơi. Con này phải đi mới đi. Quay thấy không? Thấy. Hơi tối nhỉ? Nó ngược sáng nhỉ? Chuột ông này kinh quá mẹ. Chuột bẩn. Này nó biết thấy không? Thấy gì? Nó lại hất từ bên kia hất sang. Cái gì? À. Bên này nghe hình khác hẳn luôn. Bên ngoài này thì chuồng nhau bỏ mẹ này ai mà ra được. Con lợn này nó cũng mẹ tướng tá nó cũng ấy đấy nhỉ? Vâng. Cũng mẹ đúng kiểu chuẩn gen luôn đấy. Ôi giời, vườn. Ê, vườn. Cái ông mà nãy đi chăn bò này ông đi cả ngày luôn đấy à? Vâng. Ông ấy cũng mà phết đấy. Thế á? Ông ấy cũng đi núi suốt ngày. Ờ. Giờ lên là bỏ bò là bắt đầu là mắc võng ngủ đấy. Ai vậy? Mắc võng ngủ? Ở đến chiều là bò đấy là số bò đấy là có người gửi hay là tất của nhà ông ấy? Của ông ấy đấy. Ui, bao nhiêu bò nhiều tiền đấy chứ? Thằng của lão ấy đấy. 10 con đấy. Vâng, cả con bé 10 con đấy. Lên giờ mắc võng bỏ túi cơm đấy, đuổi bò đến chỗ là quay lại là nằm võng đến chiều là đuổi đón bò là về đấy. Làm bác củi là phán đấy.
nay còn kiếm được cặp cùi nữa. Vâng. Nhưng mà nguyên là thế thì ông gần như là ngủ cả ngày. Vâng, đi phát đến giờ tạm chiều mới về đấy. Nhưng sáng mà 5-6 giờ chiều mới về. Coi là cứ củi thì chỉ kiếm một tí đủ vác về thôi chứ. Vâng, lão cái vác rồi lão lên nó bỏ túi cơm đấy xong là lên vác vác củi xuống đến chỗ cái võng là bỏ đấy. Ừ. Đến chiều bò xuống đến đấy là cả bắt đầu dòng bò là về đến chỗ nào mà có bến xe máy là vạo vứt đấy, xong chiều vạo vợ lão ấy lên nó chở củi về. Như ở đây có ông nào có đàn bò đông hơn hoặc là đàn trâu đông hơn không? Không có đâu, chỉ có lão ấy nó có một đàn bò một mình hay đuổi theo nhau thôi chứ còn bình thường là trâu bò cả làng thì nó tập trung có đâu, cả trâu cả bò đúng lâu không? Phết nhỉ, mẹ con lợn thì nhảy lâu ấy. Ôi lâu lắm, nó em thua gì, nó xuống lằng nhằng nó làm đỏ nữa ấy. Nó không như lợn trắng đâu. Ừ. Dạ, quẩy mình, lắm giống này. Rừng nó khỏe. Rừng khỏe thật. Lâu. Mái con này cũng đến đúng tầm chịu. Trước ông lấy bên nhà em một con về nuôi cái màu nó như con cà này này. Ừ. Con này ông lấy ở đâu, rộng đốm chân. Còn con trước của nhà em thì nó cái chuồng này nó trèo nó vượt đến như là chuột ấy. Hôm bắt một con đực để thịt ấy. Thịt ấy, nó leo rồi nó nhảy qua những con mẹ to, hôm lão thịt cả bán 8,5 triệu. Bọn này nó theo bản năng của nó trèo gần trèo như là cũng có lỗ rồi nó trèo ra. Có nghĩa là con nào nó đã nhảy quen rồi là anh muốn làm nào làm mà nó cáu nó vẫn ra được. Thế đây cái tầm này nó vẫn ra. Nó không trèo quen bao giờ thì nó lại không anh ra. Nó lại rất ngoan. Bố nó vít. Vít cái cặp nào mà lại phát nó tì nó tròn đạp cứ đạp là nó lại vươn, cứ đạp là nó vươn giống này. Đúng lực của nó khỏe. Bản năng của nó mẹ. Đến con lợn trắng ăn dần dã là khỏe chưa nói lợn này. Ơi, lợn có con lợn ăn cắm cò thì không trèo đâu, cái loại. Lợn đấy thì rơi thì lâu ấy. Ở trong Yên Bài cũng có những cái đàn trâu lớn phết đấy. Vâng. Cái nên cái đồi sim ấy. Nói chung ở đây vẫn còn giữ lại được tất cả 36 xã miền núi, 36 xã nhưng mà chỉ có 7 xã miền núi là vẫn còn. Hôm nọ em thêm thấy tên đấy nó lên chỗ cái bãi mả đấy nó quay phim mà. À ừ thì lão gì nhỉ? Cái gì mà bục vệ như bắt giới ấy nhỉ? Yeah. Mới hôm kia mày mới thẳng ở trên em với thằng Luật trên bãi trại mình này. Đến là nằm đấy ở trên bãi trại xem nó xuống đấy 3-4 tên. Đang đứng ngắm ngắm cái bãi vải. Xuống rồi. Phê. Rồi. Xuống người lão lên chưa? Kệ đây cho nó. Nào ôm lại nó ôm cho nó ôm. Em chào ông vị cho nó ôm. Vị em kệ. Chêm vào, chặt vào. Không gì đâu. Thoải mái đấy. Con này nó không phá đâu. Lợn ông chả phá thôi, lợn em không phá. Nên em tưởng nó quen.